Hello, em xin chào tất cả mọi người. Thì nay em sẽ giới thiệu cho anh em một sản phẩm mới mà bên em mới về nhá. Thì ở thời điểm hiện tại là bên em đang bán hai loại sò cho iPad cũng như là iPhone. Đầu tiên phải nói đến là con GT29 đây này, mọi người nhá, GT29 này. Con này thì hiện tại vẫn đang làm mưa làm gió. Con này cũng một trong những con mà em đã và đang sử dụng để làm mát con iPad của mình. Con này thì dùng được cả trên iPad lẫn điện thoại. Điện thoại thì mọi người lên dùng những cái con điện thoại to, ví dụ như là Pro Max ấy, thì sẽ dùng nó sẽ ok hơn. Chứ còn những cái con máy bé ấy, thì dùng sợ nó con này nó to mà, thì lắp lên những cái con máy bé sợ mình mà cầm điện thoại thì nó hơi vướng. Và tiếp theo đó là con BL7. Con này thì chuyên dùng cho điện thoại nha anh em. Con này là chỉ dùng cho điện thoại thôi, không dùng được cho iPad, bởi vì nó có hai cái kẹp này này, không thể tháo rời được. Cái này chỉ kẹp vào điện thoại thôi anh em nhé. Đó. Con này thì loại xịn dành cho điện thoại, bởi vì thứ nhất là cái thiết kế này nó đẹp này, cái thứ hai ấy, đó là nó tản nhiệt được cả CPU cơ. Nó có một cái thanh này này, nó chạy tản nhiệt được cả cho CPU, thành ra là nó sẽ tối ưu hơn cho điện thoại của mình, nó tản nhiệt tốt hơn khi mà mình sử dụng con này ở trên điện thoại. Để mà nói thì cái con GT29 này ấy, là giá tầm trung để cho mọi người sử dụng được cả trên iPad lẫn iPhone, còn con BL7 này là loại xịn thì dùng được trên cho điện thoại. Vậy còn con nào loại xịn nhưng mà dùng được trên cho iPad? Thì hôm nay là bên em đã về một con mới loại xịn và chuyên dùng để chiến trên iPad nha anh em. Cực xịn luôn. Đây anh em ơi, HB5. Đây này. Em đang quay bằng camera trước nên có thể là mọi người xem nó sẽ bị ngược, nhưng mà tên của nó HB5 Pro. Mình cứ gọi tắt là Piva Pro. Con này, hai con này nhá, cùng hãng với cả bộ kích âm của em. Bộ kích âm tiếng trần ấy. Cùng hãng luôn anh em ạ. Cái hãng này là hãng chuyên sản xuất ra phụ kiện cho điện thoại để chiến game anh em nhé. Bình thường mà khi mà em nhập vào hàng về ấy, thì luôn luôn nó sẽ hàng nó sẽ đóng gói rất là cẩn thận và nó như này đấy, vẫn chưa cui ra. Nhưng mà khi mà em nhập hàng về và trước khi em gửi cho mọi người ấy, thì em sẽ phải cui ra để test trước cho anh em, bởi vì em luôn phải chắc chắn là khi hàng mà gửi tới tay mọi người ấy, thì hàng lúc nào cũng phải là ok, không có hỏng hóc hay là xảy ra bất cứ một cái lỗi nào cả. Hàng có là hàng điện tử mà, nên chỉ sợ khi mà nhà cung cấp ấy gửi hàng cho mình ấy, vận chuyển qua vận chuyển lại thì sợ nó hỏng hóc thôi, nên thành ra là cứ phải mở ra test trước ok thì mới giao hàng cho anh em. Đây là trạng thái mà khi chưa khui nhá, và mỗi lần khui ấy, thì nó em chỉ khui ra đoạn góc như này thôi đấy, bên xung quanh thì vẫn ok, còn em chỉ khui ra, em bóc ra đấy. Em bóc ra em test cho mọi người thôi. Mà clip này hôm nay em vẫn để dành một con. Hôm qua thì em test hết rồi, nhưng mà em vẫn để dành một con để khui cho mọi người xem. Đây. Đây nhá. Hàng khi mà khui ra ấy, đó, nó sẽ như này. Ở bên dưới thì có một cái quyển hướng dẫn. Đầu tiên là quyển hướng dẫn trước nhá. Ở đây thì cái hãng này là hãng ở bên Trung anh em ạ, nên toàn tiếng Trung thôi. Các bạn là cũng dễ sử dụng nên thành ra là có gì em sẽ hướng dẫn mọi người sau. Đây là con sò của chúng ta đây anh em ạ. Đấy, con này là loại xịn dành cho iPad. Còn con GT29 là tầm trung dành cho iPad. Giá cả của hai con là khác hẳn nhau, nên thành ra là nhìn nó cũng khác hẳn luôn anh em ạ. Để mà nói về ngoại hình ý, thì đầu tiên là con này nhìn trông nó hầm hố hơn này. Đấy, nó kiểu tỉ mỉ hơn này. Hai cái thì đều sử dụng cái lá thép mỏng này này, nên thành ra nó sẽ nhẹ hơn so với cả cái các con sò khác anh em ạ. Để mà nói thì cái kích thước làm mát ở mặt sò ấy thì của hai con nó đều bằng nhau anh em ạ. Nhưng mà cái này ấy, cái con HB5 Pro này ấy, thì nó sẽ lạnh hơn so với cả con GT29 nhá. Bây giờ mình sẽ test thử trước nhá. Ở trong cái phụ kiện đi kèm của con HB5 Pro này thì nó có những cái gì? Đầu tiên đó là phần cáp sạc. Cái thứ hai là cái dây đai nhá, cái dây đai này. Cái thứ hai là cái dây đai. Hai cái dây đai. Cái thứ ba là để tí nữa mà mình sẽ giải thích cho anh em sau nhá. Dễ hình dung, anh em nào mà đã sử dụng rồi thì rất chi là dễ hiểu. Còn anh em nào mà chưa biết ý, thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn sử dụng lại cho anh em thêm một lần nữa nha. Để cái con sò này có thể chạy được max công suất ấy thì mọi người phải sử dụng cái củ sạc từ 27 cho tới 35W nha anh em ơi. Mọi người lưu ý nhá, nhà sản xuất ấy, người ta thiết kế ra ấy, thì
thì cái con sò này nó chỉ chạy tối đa khoảng tầm 35W thôi. Nên mọi người nếu mà sử dụng những cái củ sạc khoảng tầm 40W ấy thì rất dễ gọi là xảy ra những cái tình trạng gọi là cháy sò. Chạy thì chạy vẫn được thôi, nhưng mà để mà chạy lâu về dài thì mình sợ là khó đấy. Nên anh em mà nếu mà dùng bền ấy thì mọi người cứ sử dụng những con sò từ những cái củ sạc từ 35W đổ về thôi nhá. 20W thì mình sợ là nó không chạy nổi, phải tầm 30W anh em ạ. Ở bên mình thì cũng bán cái củ sạc 30W cho anh em. Thực ra là nhập về thì cũng chỉ bán thêm cho anh em chạy sò thôi, chứ lãi con này cũng chả được bao nhiêu đâu anh em ạ. Đây này. Sợ hơi chói nhỉ. Mình lại không có dụng cụ để live stream nên thành ra là quay bằng camera thường ấy. Thứ nhất là mặt nó hơi xấu. Thứ hai là hình ảnh sợ nó cũng chỗ thì chói, chỗ thì tối. Nên anh em thông cảm nhé. Từ từ đã, để mình thử trước với con GT29 nhé, để cho mọi người xem cái sự khác biệt của nó. GT29 này. Đấy. Nói chung là làm lạnh vẫn ok. Rồi, lạnh rồi. Đó. Lạnh rất là nhanh. Đấy, mọi người thấy cái chỗ hình vuông này chưa? Đấy. Cái phần trung tâm tản nhiệt của nó đấy. Ui, lạnh ngắt luôn ạ. Đây. Đây là ngoài hình của nó đây anh em ạ. Giờ mình sẽ cắm thử này. Con HB5 Pro. Anh em nhìn nhá. Đấy, đây là chế độ nhẹ này. Đó. Chế độ trung bình này. Chế độ mạnh này. Đó. Nhìn cái phần đèn led thôi, nhìn cái phần đèn của nó thôi đã nó đẹp hơn rồi anh em ạ. Chưa kể là cái thiết kế bên ngoài ấy, nhìn trong vỏ này, các thứ nhìn trong nó hầm hố hơn ấy. Đây. Đây. Thời gian làm lạnh của nó nhanh hơn anh em nhé. Thời gian làm lạnh nhanh hơn so với cả con GT29. Ra nước rồi. Nó lạnh hơn rất là nhiều so với cả con GT29 à, tại vì giá thành nó cũng cao hơn anh em ạ. Nên mình nghĩ là tiền nào của đấy thôi. Đây là loại xịn dành cho iPad cũng như là iPhone này. Đó, nhưng mà iPhone ý, thì mình nghĩ là nếu mọi người dùng ý, thì dùng cái con bé này hơn. Bởi vì con bé này nó lắp vừa so với cả iPhone nó tối ưu hơn anh em ạ. Nó có tản cả CPU luôn. Đấy, chứ còn mọi người nếu mà dùng iPad ý, thì có điều kiện ý, thì sắm con này. Đẹp, khỏe, bền. Và nếu như mọi người mà muốn những cái con sò mà tốt ý, nhưng mà giá tầm trung ấy thì mọi người có thể chọn GT29. Đây, mình đang quay hai con nhé. Đó. Bây giờ mình sẽ thử so sánh xem con nào lạnh nhanh hơn nhanh anh. Một này, hai này, ba này, hai con đều đang ở chế độ mạnh nhất. Đấy anh em thấy không? Con HB5 Pro này. Đấy cái ô vuông thì nó hiện ra nhanh hơn so với cả con GT29 này. Đấy. Thực ra để mà nói nó cũng kiểu như là nó mọi người phải sờ cơ, mọi người cảm nhận thì mới biết được. Đấy con này là lạnh nhanh hơn này. Đấy. Hai con cùng lạnh nhưng mà con này lạnh nhanh hơn này. Mọi người mua hai con này ấy, mọi người có thể dùng được cho cả trẻ nhỏ nhá, bởi vì ví dụ như là trẻ con mà có sốt chẳng hạn thì mọi người đỡ phải đi mua mấy cái băng gọi là dán đầu hoặc là chườm đá nữa. Mọi người cứ để con sò này này lên trên đầu này xong cắm điện vào ấy thì coi như là đã làm lạnh được cho trán con trẻ nhỏ luôn. Nói đùa vậy thôi chứ anh em dùng con này để cho phục vụ dành riêng cho những cái thiết bị điện tử nha, chứ mình không có gọi xui dạ đâu anh em nhé. GT29 này và HB5 Pro. Tiếp theo là phần phụ kiện của con HB5 Pro ở trong hộp. Đầu tiên là hai cái đai nha anh em, hai cái đai ấy đi kèm theo con sò HB5 Pro. Nếu mà mọi người dùng cái con HB5 Pro này ở trên những cái dòng máy điện thoại ấy, hoặc là những cái máy tính bảng ấy có hỗ trợ sạc không dây ấy, thì khi mọi người dán cái con sò này vào, để gần con sò này vào mặt sau của cái thiết bị
điện tử mà mọi người dùng để chơi game ấy, thì nó sẽ tự hút vào. Đó, nó tự hút vào anh em ạ. Đó. Đó. Đây, là mọi người chơi thì nó sẽ như này. Đó. Còn nếu như mà mọi người khi mà sử dụng để hít lên những con thiết bị mà không có hỗ trợ tính năng sạc không dây thì nó sẽ không tự động hút nha anh em. Để mà nói nôm na thì nó sẽ như này. Đấy. Mọi người dán vào này thì nó sẽ rơi xuống, có nghĩa là nó không có tính năng gọi là hút từ tính kiểu như thế. Đấy, nó sẽ rơi xuống. Vậy thì mọi người phải làm gì? Mọi người sẽ sử dụng hai cái đai này nhá. Nó có mấy kia khớp này. Đấy, mọi người gắn vào là xong. Mọi người gắn rồi đẩy vào là xong. Đây, sau khi gắn vào thì nó sẽ như này. Đấy, nó thành một cái trông như kiểu cái đồng hồ ấy. Mọi người đây, kẹp vào con iPad của mình. Đấy, thì nó sẽ như này nha anh em ơi. Đấy. Giống kiểu cái đồng hồ đeo vào cái tay ấy. Đây, sau khi mà mọi người gắn con sò lên iPad đúng không? Thì mọi người cắm sạc, hoặc là mọi người có thể cắm sạc trước khi là đeo cái quai vào trên iPad. Đó, thì nó sẽ dễ hơn. Sò thì mọi người cứ để ở phần chỗ quả táo khuyết đi nhá. Thì ở chỗ phần đấy nó sẽ nóng nhất đấy. Anh em cứ để ở chỗ phần táo khuyết đi. Đó, xong mọi người bật lên và chiến thôi. Đấy, máy mà khi nào mà kiểu nóng vừa vừa ấy, hoặc là không nóng lắm ý, thì mọi người có thể là bật nấc bé nhất, nấc màu xanh, nấc thứ hai tầm màu xanh, nấc biển. Mọi người bật khi nào mà cảm giác máy kiểu nó nóng vừa vừa thôi. Còn khi nào mà máy nóng quá ấy, thì mọi người có thể bật cái nấc bồ đỏ nhá. Đây, nấc bồ đỏ đây này. Đó. Con này nó không ổn lắm, với cả là nó cũng khá là nhẹ, nên thành ra là nếu mọi người cầm iPad thì nó sẽ không gọi là vướng lắm đâu anh em ạ. Nhìn từ đằng sau nhìn trông rất là đẹp đúng không? Ví dụ cầm con iPad này mà ra quán cà phê mà chơi game ấy, đèn kiểu nó kiểu bảy sắc cầu vồng này nhìn trông nó đẹp phết đấy. Và nếu như mà anh em không muốn sử dụng cái đai này bởi vì nó vướng ấy, thì anh em sẽ làm như nào? Đây, anh em tháo đai ra. Chúng ta lại tháo đai ra. Chúng ta tháo đai ra. Chúng ta sẽ sử dụng cái miếng dán. Miếng dán cứng phết anh em ạ, ngon đấy. Chúng ta sẽ sử dụng cái miếng dán này. Chúng ta dán ở mặt sau của con iPad. Dán vào đây nhá. Đó, chúng ta bóc cái phần miếng dán đằng sau này, cái phần màu nâu nâu này. Đấy, chúng ta dán vào mặt sau của con iPad. Sau đó thì mọi người sẽ không cần phải sử dụng đa, mọi người sẽ chỉ cần hít vào thôi. Đấy. À, nó sẽ tự dính vào rồi. Đó. Đây là cái công dụng của miếng dán anh em. Vậy nói tóm lại thì mọi người nếu mà muốn sử dụng con sò tầm trung cho iPad và iPhone thì mọi người có thể sử dụng con GT29, giá là 425.000. Tất cả những loại sò ấy nó có lạnh hay không ấy và nó có tối đa được công suất hay không ấy thì cũng phải phụ thuộc vào cái nhiệt độ môi trường xung quanh mọi người ấy. Mọi người nếu mà sử dụng con sò này ấy, mà chơi trong những cái phòng điều hòa máy lạnh ấy, thì nó có thể là có khi nó còn đóng tuyết luôn cơ. Nhưng mà nếu mà chơi ở những cái môi trường bình thường nóng ấy thì nó chỉ đủ để làm mát để cho thiết bị của mọi người là không bị giật lag thôi anh em nhé. Con GT29 này thì có nhiệt độ xuống tối đa khoảng tầm âm 10 độ C. Con HP5 Pro này thì nhiệt độ của nó xuống được âm 15 độ C anh em ạ. Rất chi là lạnh và mát. Con này thì có giá là 750k. Đó. Con này là loại xịn dành được cả cho iPad lẫn iPhone và có giá là 750k. iPhone thì mọi người nên sử dụng với cả những cái dòng iPhone mà có bản to ấy, ví dụ những con Pro Max ấy, hoặc là những cái con điện thoại khác mà có cái bản to hoặc là có kích thước như là những cái dòng iPhone Pro Max ấy. Đấy thì có thể sử dụng con này ngon lành nha. Nó cũng không nặng cho lắm đâu. Và đây là con BR7. Con này thì loại xịn chuyên sử dụng cho điện thoại nha anh em. Đây mình ấy thử nhá. Đó, mình kẹp vào thử này. Đấy. Đầu tiên là nó sẽ làm mát phần trung tâm. Sau đó thì cái thanh này này, đây là phần tản nhiệt từ trung tâm sò ra phần CPU. Đó. Thì nó sẽ gọi là làm mát tối ưu hơn so với cả những cái con sò như thế này. Mặc dù hai con đều là loại xịn ấy, nhưng mà con này ấy, nó sẽ tản nhiệt ok hơn so với cả cái con này dành riêng cho điện thoại nha anh em. Đấy. Con này là ok hơn cho điện thoại này. Mình không có cái máy bé để test cho anh em xem nhưng mà nó vẫn vừa như y nhá, thoải mái luôn.
Vâng, thì bên em đang bán 3 loại sò nha. GT29 tầm trung này, HB5 Pro này, iPad loại xịn này, BN7 điện thoại loại xịn. Đó, ba con anh em ạ. Anh em nào mà muốn đặt hàng thì có thể inbox qua Zalo cho mình nha, 0343 029668. Để cho anh em nào mà không biết thì bên mình cũng có bán những cái loại phụ kiện khác để chiến game siêu mượt nha. Đầu tiên đó chính là cái jack Lightning. Đấy, vừa sạc này, vừa nghe này, vừa chơi game, giúp mọi người có thể chiến game mà không lo hết pin. Đấy, kết hợp với cả cái con sò lạnh thì đúng là chuẩn bài luôn, không sợ lòng máy anh em ạ. Quên mất, con này là dùng cho cổng Lightning nha anh em, dùng cho những máy mà có cổng Lightning. Đấy. Đây là bộ kích âm bên mình vẫn đang làm mưa làm gió trên thị trường. Lọc âm này, kích tiếng chân ấy giúp cho anh em có thể là có lợi hơn trong những cái pha giao chiến mà ở những khu đông người như là khu sự kiện chẳng hạn. Đó. Con này thì sử dụng cổng tai chi nha. Và không thể thiếu là con tai nghe chiến game, tai nghe gaming Hyper Cloud. Đấy, con này thì bên mình vẫn đang bán và cũng được anh em khá là ưa chuộng này. Đấy, bán rất là chạy con này nha. Con này ấy, chuyên dùng để chiến game chứ nó không phải chuyên dùng để nghe nhạc đâu anh em ạ. Nên cái phần bass của nó ấy, nó không thể được hay như là những cái con mà chuyên để nghe nhạc khác được. Đấy, chuyên để chiến game nha anh em. Tiếp theo là con tai nghe GW10, tai nghe không dây nhưng mà lại không bị delay âm thanh. Lý do tại sao thì mình cũng đã có giới thiệu ở những phần trước rồi. Thì nếu mà anh em nào có nhu cầu muốn tìm hiểu con này thì mọi người có thể inbox cho mình, rồi mình có thể gửi link video cho, hoặc là mọi người cũng có thể tìm lại những cái video mình đăng rồi ấy. Cũng mới đây thôi thì mình cũng có đăng cái clip giới thiệu riêng một con này. Đó, cái jack của nó thì sử dụng chân tai chi nên bắt buộc những cái máy nào phải có chân sạc tai chi thì mới sử dụng được con này. Đấy là về cái phần gọi là jack không độ trễ. Còn về Bluetooth thì con nào cũng dùng được nha anh em, con nào cũng dùng được. Bluetooth của nó có trễ, có hai chế độ, đó là Bluetooth và jack. Thì jack của nó mặc dù là không dây nhưng mà vẫn phải cắm cái jack vào máy. Còn chế độ Bluetooth ý, thì nó có bị delay nhưng mà cái delay của nó rất là ngắn, nó còn ngắn hơn so với cả cái AirPods ở trên iPhone ấy, thành ra nó rất là xịn. Và con này ý, ở đây thì nó có ghi cả cho gaming ý, và thể thao ấy, nên thành ra là con này cũng chuyên để chiến game. Đấy, nghe nhạc thì cũng khá là ok. Mùa hè mà dây dợ lằng nhằng ấy, kiểu như mồ hôi nó dính vào như là các thứ thì nó rất chi là lòng hoảng, nên thành ra là anh em nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ cho mình nha, GW10. Và không thể thiếu cái phần quan trọng nhất khi mà chạy sò, đó là củ sạc. Ở bên mình đang bán cái củ sạc 30W, củ sạc 30W cho anh em đây. Đấy, thiết kế bên ngoài thì cũng khá đẹp này. Đó, nó như là những cái con sạc iPhone zin như bình thường thôi. Con này để dùng để chạy sò này, sạc điện thoại cũng được này. Nó không phải là giống như là mấy cái loại rẻ như là 20-30 nghìn ở bên ngoài tiệm đâu anh em ạ. Dùng phụ kiện thì mọi người cố gắng nên đầu tư một lần hoặc là đầu tư dần dần cũng được, nhưng mà phải đầu tư những loại tốt. Bởi vì mọi người nếu mà mua nhầm phải hoặc là cố tình mà mua những cái loại sản phẩm mà giá rẻ ấy, thì cái nguy cơ tiềm ẩn cháy nổ ấy, khi mà mình đang sử dụng thiết bị thì nó rất là cao. Nên thành ra là cố gắng mọi người mua những cái thiết bị nó ổn ổn một tí dùng thì mới được lâu dài, với cả đảm bảo cho sức khỏe của mình anh em nhé. Ấy, tổng hợp lại thì hôm nay mình giới thiệu thêm cái con sò HB5 Pro. Đó, loại xịn dành cho iPad. Thì đây chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Anh em nào mà có nhu cầu đặt hàng ở bên mình thì cứ inbox liên hệ qua số Zalo cho mình nha, 0343 029668. Chúc anh em nghỉ lễ thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình.